Chào các bạn, thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi chương trình sinh hoạt khoa học về chuyên đề về thông minh nhân tạo. Thì buổi hôm nay bắt bài đầu tiên sẽ do tiến sĩ Bùi Văn Cường trình bày phân tích đồ thị máy thở. Xin mời tiến sĩ Bùi Văn Cường bắt đầu. Kính thưa họ sĩ tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn và tất cả các quý đồng nghiệp, chiều nay tôi xin được phép trình bày bài phân tích đồ thị máy thở. Thông khí nhân tạo là một kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến ở các bệnh nhân, ở các khoa, các đơn vị hồi sức cấp cứu và chống độc gây mê. Thì trong khi bệnh nhân trong quá trình nhân thở máy thì việc nhận xét đánh giá về đồ thị máy thở cũng đóng vai trò rất quan trọng, giúp thêm cho các bác sĩ lâm sàng có thêm các thông tin về tình trạng bệnh nhân. Thì bài ngày hôm nay của tôi thì gồm 4 phần. Thứ nhất là nhận dạng các khối thở từ thở ở trên đồ thị, hai là một số bất thường trên đồ thị máy thở, ba là chúng ta để đánh giá cơ phổi, và bốn là công tắc máy thở ở bệnh nhân. Thì khi mà đây là hình ảnh của một đồ thị của máy thở, ở hình bên trái chúng ta sẽ có các đồ thị về áp lực, đồ thị về dòng, đồ thị thể tích. Thì đây là những đồ thị thông thường mà khi cài đặt máy thở chúng ta đều theo dõi được trên máy, và đặc biệt ngày nay thì tất cả các máy thở đều máy thở thông minh, và hầu hết các máy thở thì đều có phần đồ thị. Còn ở phía bên phải là đồ thị là vòng lọc áp lực, vòng lọc áp lực thể tích, vòng lọc thể tích dòng. Và qua các đồ thị và vòng lọc này chúng ta có thể đánh giá được bệnh nhân. Đầu tiên là khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở máy, chúng ta nhìn trên đồ thị máy thở, chúng ta cũng có thể đoán được bệnh nhân đang thở phương thức thở gì. Ví dụ trên màn hình chúng ta nhìn thấy đây là trên đồ thị về phương thức về áp lực, chúng ta thấy rằng là cái áp lực của bệnh nhân tăng tăng dần trong quá trình hít vào. Do vậy với một bệnh nhân, và chúng ta nhìn thấy là ở đồ thị thể tích, tất cả các biểu đồ về dòng thì đều giống nhau ở trong quá trình thở. Do vậy dựa vào hai thông số này, đặc biệt là hình ảnh về biểu đồ về áp lực, chúng ta thể đoán, có thể biết được đây là phương thức về thể tích. Còn với các đồ thị bên phải, chúng ta nhìn thấy là cái biểu đồ áp lực là giữ hàng định trong quá trình thở vào. Do vậy chúng ta có thể đoán được đây là phương thức thở về áp lực. Và đặc biệt là với các phương thức áp lực thì có thể ở các bệnh nhân thì cái biểu đồ dòng, cái dòng của các nhịp thở có thể khác nhau. Tuy nhiên để phân biệt của hai biết được đây là thể về áp lực hay thể tích, chúng ta dựa vào biểu đồ áp lực. Và đặc biệt trên máy thở này thì người ta có chữ C thì chúng ta thể đoán được đây là phương thức về kiểm soát. Còn với còn nếu mà có biểu đồ khác mà máy thở khác đã không có rồi thì chúng ta cũng không có thể chúng ta không cần, và chỉ biết được đây là phương thức thở áp lực. Tương tự tiếp theo thì khi mà nhìn vào biểu đồ áp lực như vậy, chúng ta không biết được đây là loại nhịp thở gì. Chúng ta biết là khi bệnh nhân thở máy thì chúng ta có 4 loại trích cơ chính. Một là trích cơ thời gian, nghĩa bệnh nhân không có khả năng kích hoạt nhịp thở. Thì chúng ta nhìn bên trái này, chúng ta nhìn thấy là mà ở biểu đồ áp lực không thấy có khi bệnh nhân hít vào có hình ảnh lõm xuống của biểu đồ chữ V ở trên biểu đồ áp lực. Còn ngược lại, khi mà bệnh nhân nhịp tự thở thì thông thường bệnh nhân sẽ kích hoạt máy thở bằng trích cơ là áp lực hoặc trích cơ dòng. Thì chúng ta thể nhìn thấy khi ở biểu đồ trên biểu đồ chúng ta nhìn thấy hình ảnh bão xuống ở biểu đồ áp lực, và một số máy thì người ta cũng hiện luôn cho chúng ta chữ ví dụ C đây là phương thức kiểm soát, nghĩa là nhịp của nhịp hoàn toàn bệnh nhân, hoặc về chữ A nghĩa là nhịp thở được kích hoạt của bệnh nhân. Còn bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể phát hiện được một số các dấu hiệu bất thường khi mà dựa vào biểu đồ máy thở. Ví dụ đây là hình ảnh trên một biểu đồ máy thở, thì chúng ta chỉ thấy ở biểu đồ thể tích thì cái hình ảnh màu xanh là cái diễn là thể biểu hiện ở cái nhịp hít vào bệnh nhân, mà màu vàng biểu hiện ở cái nhịp thở ra bệnh nhân. Ở trên biểu đồ thể tích thì cái nhịp ở nhịp thở thở ra thì cái biểu đồ bên ở biểu đồ thể tích thì cái đường ra nó không về được cái đường nền, đường cơ sở của đường cơ sở. Và tương tự cái vòng lặp về thể tích cũng như rằng thì ở cái nhịp thở ra nó cũng không về được vị trí không. Do vậy nhìn trên cái biểu đồ này thì chúng ta biết được là bệnh nhân này là có hiện tượng rò khí. Bên cạnh hình ảnh thì chúng ta có thể nhìn thông số là có hiện tượng như vậy. Ví dụ tôi nhìn thấy chúng ta đặt VT bằng 400, áp lực bằng 19,
nhưng VT bệnh nhân hay có thu được 2.08, chúng ta cũng có cái dò khí của nó đấy. Về cái dò khí này thì có rất nhiều nguyên nhân dò khí, để do cớp của ống nội quản bị hở hoặc một cái quản bị hở, hoặc bệnh nhân có dò một cái quản bằng phổi, hoặc do bệnh nhân là dây máy thở bị hở, máy thở mất chức năng, hoặc cái sensor rằng bị hở. Về các dấu hiệu mà chúng ta phát hiện được trên đồ thị thì có rất nhiều các dấu hiệu trên đồ thị chúng ta có thể phát hiện được, nhưng mà có hai cái đồ thị mà người ta thường dùng, đó chính là dựa vào biểu đồ thể tích. Khi mà cái ở cái thi thở ra thì nó không trở về được cái đường cơ sở bệnh nhân, hoặc là vòng lọc dòng và thể tích nó cũng không trở về cái đường cơ sở. Về xử trí thì việc đầu tiên chúng ta phải tính nguyên nhân, xem nguyên nhân cái hở khí này là cái gì thì chúng ta khắc phục. Còn nếu trường hợp mà chúng ta không tìm nguyên nhân thì chúng ta cần phải thay máy thở và chúng ta kiểm tra lại. Tương tự thì đây là một cái biểu đồ bất thường ở trên đồ thị. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ rằng, chúng ta thấy là ở cái thì thở ra thì cái rằng thở ra bệnh nhân nó không phải rằng nền. Thì đây chính là hình ảnh của một bệnh nhân có hiện tượng là bệnh khí hay là hiện tượng alveolar. Thì bên cạnh việc mà chúng ta dựa vào biểu đồ rằng thì chúng ta cũng có thể dựa vào vòng lọc mà thể tích vào rằng, thì ở cái đường thì thở ra đường vàng như này nó cũng không trở về giá trị không để giao nhau với đường hít vào, thì chúng ta cũng nhận định à, bởi vì cái ở trên đồ thị này chúng thấy là dòng nó không về không, đó đây là hình ảnh của bệnh nhân là có hiện tượng là hội khí. Về nguyên nhân của hội khí thì có nhiều nguyên nhân, như một là chúng ta cài đặt máy thở nó không phù hợp, như là TE là ngắn quá, hoặc là do đường thở phía nam không ổn định, hoặc là các bệnh nhân có bệnh lý như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc bệnh nhân COPD, bệnh nhân COPD hoặc bệnh hen phế quản nặng nguy kịch thì có thể dẫn khí như này. Về dấu hiệu trên đồ thị thì cũng có rất nhiều dấu hiệu, nhưng thường ta sẽ dựa vào biểu đồ dòng và cái thường dùng trên lâm sàng thì thấy là cái dòng nền ở thị thực ra bệnh nhân nó không trở về được cơ sở, thì đấy là hình ảnh của bệnh nhân có hiện tượng là tăng ao trực tiếp. Về cách xử trí bằng cách là chúng ta phải giải quyết nguyên nhân, nếu mà nguyên nhân do bệnh nhân có tắc phế quản thì chúng ta cho thuốc có chống nó tắc phế quản, nếu mà nguyên nhân cài đặt máy thở không lý thì chúng ta phải điều chỉnh máy thở. Bên cạnh điều trị nguyên nhân thì chúng ta cũng điều chỉnh máy thở bằng cách là chúng ta cho thời gian là ti ngắn lại, hoặc chúng ta tăng dòng của máy thở lên, hoặc là tăng pitch lên để chống lại ao trực tiếp. Đôi khi có bệnh nhân thở máy chúng ta thấy hiện tượng là có cái hình ảnh nhiễu ở như ở cái tĩ vào này, thì chúng ta phải gặp các bệnh nhân mà có nước ở trong các dây thở thì chúng ta sẽ nhìn thấy, cho chúng ta sẽ kiểm tra xem là nhiễm nước trong dây thở không, chúng ta xử lý. Bên cạnh một số bất thường thì ở dựa trên đồ thị máy thở bệnh nhân thì chúng ta cũng có thể đánh giá được một số các thông số cơ học phổi. Về một chúng ta có hai thông số cơ học phổi phổ biến, ba cái phổ biến. Thứ nhất là sức cản đường thở, là sức cản thở tính bằng áp lực đỉnh đường thở trừ áp lực phế nang chia cho dòng, và độ đàn hồi phổi được tính bằng là VT chia cho hiệu số của áp lực Barotto trừ pitch, hay là VT chia cho driving pressure. Đây là một số các chỉ số bình thường của nhân, ví dụ như ở nhân bình thường độ đàn hồi của compliance nó rơi vào 50-60 và sức cản đường thở bình thường. Còn ở các bệnh nhân như COPD thì sức cản sẽ tăng lên và độ đàn hồi sẽ tăng lên, và bệnh nhân ARDS thì compliance sẽ giảm xuống. Thì đây là một cái biểu đồ trên, khi chúng ta nhìn trên biểu đồ máy thở thì cũng là thể ước đoán được bệnh nhân này là cái cơ học phổi nó có bất thường hay không hay là bình thường. Ví dụ đây là một bệnh nhân nam 40 tuổi được chẩn đoán là viêm não ở trung tâm hồi sức tích cực chúng tôi. Khi mà bệnh nhân áp cũng được cái đường thở của 24 và áp lực Barotto là 15 và đo độ đàn hồi phổi là 57 và tính sức cản thở là 11. Thì với thông số cơ học như thế này thì chúng ta thấy là cơ phổi vẫn như bình thường. Và trên đồ thị chúng ta thấy là cái hình ảnh cái áp lực mà chúng ta nhìn thấy áp lực thở nó không cao và áp lực Barotto là thấp. Còn với một bệnh nhân có sức cản đường thở tăng, cũng ví dụ như cũng chính là bệnh nhân đó, nhưng bệnh nhân là vì do viêm não nên cần ống, thì lúc này áp lực Barotto đo lại vẫn là 15 và áp lực đường thở vọt lên là 38 và đo độ đàn hồi phổi là 49, thì sức cản đường thở là 20 và lúc chúng tôi tính là 27, thì lúc bệnh nhân này có hiện tượng là tăng sức cản đường thở. Và khi cái việc tăng sức cản đường thở này nó và chúng ta cũng sẽ
hay gặp ở các bệnh nhân như bệnh nhân COPD hoặc là bệnh nhân hen phế quản hoặc bệnh nhân có tắc nghẽn đường thở nói chung thì có thể gây có hình ảnh tăng scan hoặc là ống nội quản hẹp. Thì cái cơ bản thì biết là gì, là bệnh nhân có áp lực thở tăng rất cao nhưng mà cái áp lực phế nang biểu hiện về cơ học của phế nang thì nó xâm nhập bình thường. Cái nguyên nhân hay gặp như có tắc phế quản, ống nội quản nhỏ quá gặp hoặc tắc đường hoặc có những cắn hoặc chúng ta điều chỉnh máy cài đặt máy thở không phù hợp hoặc cái đường van thở ra hoặc bị đặc hoặc tắc hoặc nước có quá nhiều trong khí lạnh thì có thể gây sự cản trở tăng. Về xác định trên đồ thị thì một là chúng ta thể nhìn biểu áp lực thì áp lực đường thở không cao nhưng mà áp lực về tô cũng không tăng. Ngoài ra chúng ta thể dựa vào các biểu đồ về thể tích, biểu đồ giảm chúng ta đánh giá và cái sự trí suy sức cản trở tăng này là chúng ta phải tìm nguyên nhân để xử trí. Bởi vì máy thở thì không thể điều trị tất cả mọi thứ, bởi vì có những cái bất thường nguyên nhân, chúng ta phải bên cạnh việc điều trị máy thở chúng ta cần phải xử trí nguyên nhân. Tương tự khi đánh giá bệnh nhân có được lần hồi phổ tăng hay giảm, chúng ta thể dựa vào biểu đồ vòng lặp áp lực thể tích. Các bệnh nhân mà có tăng cái độ lần hồi phổ thì cái vòng lặp áp lực thể tích thường là xu hướng đi lên phía trên. Hoặc và ngược lại, những bệnh nhân mà có lượng nào bị giảm thì cái biểu đồ về vòng lặp về áp lực thể tích sẽ đi ngang. Còn đây cũng là một bệnh nhân có cơ học phổi của bệnh nhân ARDS. Như là chúng ta nhìn thấy là áp lực thở rất cao, áp lực cao huyên cũng rất cao và cái sức cản thở thì bình thường. Chúng ta cũng có thể nhận định bệnh nhân này có cơ học phổi giảm. Nguyên nhân các bệnh nhân có được là hồi phổi giảm như bệnh nhân viêm phổi nặng vì chứng ARDS, bệnh nhân xẹp phổi, bệnh nhân bụng trướng, bệnh nhân có suy tim, đông đặc phổi, sơ phổi, tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi thì chúng ta sẽ xác định trên đồ thị hoặc là chúng ta thể nhìn vào cái đồ thị vòng lặp hoặc các đồ thị về áp lực của bệnh nhân để chúng ta biết. Trong quá trình thở máy cho bệnh nhân, một trong những cái khó nhất là đặc biệt bệnh nhân ARDS đó là hiện tượng tăng tông khí giảm phế nang quá mức, bởi vì khi chúng ta đặt một tông số máy thở thì cái vùng phổi lành, cái vùng phổi bệnh thì không đủ áp lực để thông khí, nhưng cái vùng phổi lành thì lại, và đặc biệt cái vùng phổi phía trên phía trước thì lại nguy cơ là tăng tông khí quá mức, thì người ta cũng có thể dựa vào đồ thị máy thở để xem là bệnh nhân có hiện tượng hay không. Cái hiện tượng bị căng giãn phổi quá mức nhưng được nghĩ đến khi mà áp lực đường thở và áp lực cao huyên tăng cao và có tốc độ giảm cũng tăng cao. Và lúc này người ta sẽ có thể dựa vào cái trên đồ thị áp lực, người ta dựa vào cái chỉ số stress index. Đây là cái hình ảnh của chỉ số stress index hiện tượng. Nếu trong trường hợp mà chỉ số stress index lớn hơn 1 thì là bệnh nhân có hiện tượng căng giãn phế nang quá mức và kèm theo có độ nặng giảm. Mà ngược lại, trong trường hợp mà chỉ số stress index nhỏ hơn 1 thì sẽ có thì sẽ là cái tình huống mà bệnh nhân có độ nặng hồi tăng. Và chúng ta chỉ dùng được cái hình ảnh này khi mà bệnh nhân có phải dùng không có nhịp tự thở, nếu bệnh nhân dùng hoa tần sâu hoặc bệnh nhân dùng giãn cơ, thì với bệnh nhân ARDS có thể dùng cái hình ảnh này phản đoán bệnh nhân. Hoặc là chúng ta có thể dựa trên cái vòng lặp về áp lực thể tích thì chúng ta thấy là có trên cái vòng lặp này có hình ảnh với mỏ chim như thế này thì cũng là biểu hiện của bệnh nhân có căng giãn phổi quá mức. Và khi cho bệnh nhân thở máy, một trong những cái đánh giá được cái hiệu quả của đánh giá xem việc cài đặt thông máy hiệu quả không thì người ta nói về sự tương tác giữa máy thở bệnh nhân. Bởi vì khi mà bệnh nhân thở máy thì một trong những điều quan trọng nhất đó là bệnh nhân và máy thở phải đồng thì. Còn nếu bệnh nhân và máy thở không thì sẽ dẫn đến có thể dẫn đến tổn thương phổi liên quan thở máy và dẫn đến tổn thương phổi liên quan đến nhịp thở tự nhiên bệnh nhân. Hai cái bài này thì tuần trước thì bác sĩ chú Trịnh Thế Anh và thạc sĩ Bố Đức Triều đã trình bày và chúng ta đã thảo luận vào vài ngày trước. Thì trong đánh giá các tương tác máy thở bệnh nhân, người ta có chỉ số là chỉ số bất thường kỳ. Nếu trong trường hợp mà chỉ số bất thường kỳ này mà trên 10% thì nghĩa là nguy cơ bệnh nhân này là thở máy vậy là không đảm bảo và nguy cơ bệnh nhân sẽ có cả thở máy, nguy cơ thất bại khi thở máy cho bệnh nhân. Khi đánh giá về sự đồng trì bệnh nhân hay không thì người ta dựa vào ba vấn đề. Một, đánh giá về tương tác với trigger.
hai đánh giá về tương tác về dòng, và ba đánh giá về tương tác về cycle. Tương tác cycle nghĩa là khi mình hít vào thì máy phải nhận biết sớm được và đẩy cái nhịp thở kịp thời với bệnh nhân, không sớm quá mà cũng không muộn quá. Ngược lại dòng đảm bảo nghĩa là gì, chúng ta phải là dòng bệnh nhân không thấp quá, không đủ quá, nghĩa là đủ PT, đủ áp lực cho bệnh nhân. Còn tiếp theo là cái cycle là nghĩa là phù hợp, nghĩa là bệnh khi bệnh nhân không cần nhịp thở vào nữa thì máy sẽ chuyển sang nhịp thở ra. Thì do vậy chúng ta cũng thể dựa vào điều kiện để chúng ta đánh giá cái bệnh nhân này. Thì đánh giá về tương tác máy thở nhân, thứ nhất về không đồng kỳ về trigger thì chúng ta có, đầu tiên chúng ta có trigger giả. Trigger giả này thì thi thoảng chúng ta đặt trên lâm sàng, đó là bệnh nhân khi mà bệnh nhân chúng ta cài đặt trigger giả thì bệnh nhân không kích hoạt máy thở. Thông thường khi chúng ta thở máy bệnh nhân là bệnh nhân đa phần hầu hết bệnh nhân trên thực tế là sẽ dùng tự trigger cái nhịp thở mình bằng cách là thông qua trigger giảm áp lực. Thì khi mà chúng ta đặt thông số máy thở không thích hợp, ví dụ chúng ta đặt thấp quá hoặc là trong đường thở nó bất thường, có nước trong dây thở này, có chất đờm các thứ này, hoặc là mình có giò, có cái giò đường thở máy thở, thì lập tức máy thì nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi về dòng áp lực và máy tự nhận biết được, và máy cho rằng là bệnh nhân đang thở vào, và lập tức máy sẽ liên tục đẩy các nhịp thở vào cho bệnh nhân, như vậy bệnh nhân sẽ rất khó chịu. Hai, cái thứ hai là chích cơ thất bại, có nghĩa là chích cơ không thành công, nghĩa gì, bệnh nhân hít vào nhưng máy không nhận diện được là bệnh nhân hít vào, và do vậy máy cũng không đẩy nhịp thở cho bệnh nhân. Đây là một loại cái bất thường chích cơ mà hay gặp nhất ở trên lâm sàng. Thì cái này thường gặp khi mà chúng ta dùng bệnh nhân an thần giãn giãn cơ quá mức, hoặc là bệnh nhân có ý về tự kinh cơ, hoặc là chúng ta kết hợp chúng ta đặt cái trigger nhân cao quá, tới khi mình hít vào không đủ sức để kích hoạt được cái nhịp thở của máy. Ba nữa là chúng ta có các trigger như trigger hoặc trigger nghe trigger sớm quá hoặc trigger muộn quá. Muộn quá thì bệnh nhân hít vào máy thở bệnh nhân diện được là sẽ đẩy nhịp thở bệnh nhân, nhưng đây mà khi bệnh nhân hít vào máy lại đẩy muộn quá thì đấy gọi là trigger muộn. Thì người ta lấy được cắt là trên 100 ms giây là đánh giá trích cơ muộn. Và ngược lại tiếp theo thì chúng ta sẽ có các bất thường về ngắt dòng sớm quá, ngắt dòng muộn quá, hoặc là bất thường về dòng, rối dòng, thừa dòng. Thì đây là hình ảnh của trên máy thở về hiện tượng là trích cơ không hiệu quả. Nếu bệnh nhân có trích cơ nhưng mà máy lại không nhận diện được thì thực ra để phát hiện được cái hiện tượng này trên đồ thị máy thở thì là cực kỳ khó, bởi vì trừ khi bệnh nhân có chúng ta đặt thông số quá bất thường và không thông thường, người ta muốn đánh giá được người ta thường phải dựa thêm vào các thông số khác, để hình ảnh khác như là chúng ta đặt áp đặt đó được thực quản mà chúng ta học là chúng ta đặt phương thức thở đa ba, đấy là hai phương thức ta sẽ đánh giá được các nhịp thở mít xỉu của bệnh nhân. Ví dụ đây là cái hình ảnh về một cái đồ thị về áp lực dòng và áp lực thực quản. Chúng ta thì thấy là có các nhịp khi có những nhịp vào thì lập tức máy thở đẩy vào nhịp thở bệnh nhân, nhưng mà có những nhịp vào máy thở không đẩy vào thì trên đường áp lực thực quản hoặc là vàng sẽ phát hiện được cái để mít sinh đấy. Và cái bất thường về cái trigger không thất bại bệnh nhân thì tập khoảng 90% trong các nghiên cứu, và thường liên quan bệnh nhân dùng an thần quá mức yếu cơ, hay đặc biệt là bệnh nhân COPD, bệnh nhân COPD mà có altitude cao thì những bệnh nhân này rất khó khăn trong việc kích hoạt nhịp thở, và dẫn đến những hiện tượng thì bệnh nhân hít vào nhưng máy không nhận biết được để đẩy nhịp thở bệnh nhân, hoặc liên quan đến ra cài đặt máy thở quá nhạy. Hoặc là nhịp thở chậm, nghĩa là một bệnh nhân có nhịp thở và tiếp ngay sau một nhịp thở trước đó, thì cái này gặp khoảng 70% nghiên cứu. Nguyên nhân thường bệnh nhân gắng sức nhiều, đói dằn, hoặc chúng ta cài đặt máy thở không đảm bảo. Chúng ta cài đặt, đáng giả sử bệnh nhân cần thở 1 giây, chúng ta là 0,9 giây chẳng hạn, thì khi mà máy ngừng lại thì bệnh nhân vẫn còn cái nhu cầu hít thở vào, lập tức nó sẽ tạo ra cái chi cơ tiếp theo và tạo ra cái chi cơ kép cho bệnh nhân hít thở. Hiện tượng auto chickering nghĩa là bệnh nhân không thở nhưng máy lại cứ đẩy vào nhịp thở bệnh nhân, thì đây là cái tình huống mà chúng ta nhìn trên đồ thị là rất nhiều nhịp đẩy vào liên tiếp, máy sẽ đẩy và liên tiếp với bệnh nhân, nhưng mà cái này là không phải do những chi cơ mà để do là có nước trong đường thở, do dò khí cái gì đấy, thì hoặc do chúng ta cài đặt cái độ cái sen cái flow cái trigger tăng cái trigger áp lực quá thấp, và khi bệnh nhân khởi động thì máy đã được bệnh nhân thở và đẩy liên tiếp vào những người bệnh nhân. Hiện tượng theo là hiện tượng trigger muộn, nghĩa là khi mà bệnh nhân vào nhưng mà rất nhiều khi máy phát hiện muộn đẩy vào muộn thì có thể dẫn đến cái
relationship learning này. Thì rồi mà thi thông thường thì người ta sẽ hay thường là sử dụng flowsheet nhiều hơn, vì cái đấy nó đáp cái flowsheet thì nó sẽ đáp ứng nhiều thứ sheet của nhân nó tốt hơn là sheet áp lực, hoặc là chúng ta dùng là phương thức thưởng Nava, cái phương thức mà dùng sheet là điện thế cơ bản. Như vậy chỉ cần khi mà cần có điện thế cơ bản từ trên áo đứng bắt đầu xuống cơ bản, chuyển đo được xuống dưới cơ bản là máy đã tự động đẩy vào, vẫn chưa cần có sự vận động của cơ bắp thì máy đã nhận diện được. Thì người ta kỳ vọng phương thức ở Nava là phương thức thở về hỗ trợ áp lực có thể giải quyết được vấn đề đồng thị trọng nhân. Còn đồng thị dòng, đồng thị dòng thì chúng ta cũng có thể nhìn trên đồ thị máy thở bằng các biểu đồ áp lực. Chúng ta thấy là ví dụ bệnh nhân này, chúng ta thấy là mình ở thị hít vào thì bệnh nhân nó hít xuống rất là sâu như thế này, có nghĩa là bệnh nhân đang nói rằng nếu trong trường hợp mà cái biểu đồ ở thị hít vào, biểu đồ áp lực ở thị hít vào nó sâu xuống qua cả dòng mình này, nghĩa là bệnh nhân có tình trạng nói rằng nhiều. Và vậy chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh lại thông số thở cho bệnh nhân cho phù hợp. Chúng ta điều chỉnh một cách là chúng ta thể sử dụng cách là chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân từ phương thức thở VCV là phương thức thở dòng cố định, chuyển sang VCV là phương thức thở dòng thay đổi theo cái nhu cầu hít vào của bệnh nhân, hoặc chúng ta điều chỉnh phương thông số thở máy để cho phù hợp hơn để tăng thế dòng lên, hoặc là trên ở phương thức thở VCV thì chúng ta nhìn thấy hiện tượng như này. Còn một cái bất thường nữa là bất thường về cái ngắt thì thở ra, khi ngắt thì thở ra muộn quá, nghĩa là bệnh nhân không cần ngắt thì hít vào, ngắt thì thở vào muộn quá, khi bệnh nhân không cần thở vào nữa mà như máy vẫn tiếp tục đẩy nhịp thở vào cho bệnh nhân. Do vậy mà chúng ta sẽ thấy hiện tượng này, ví dụ bệnh nhân này là bệnh nhân thực tế tôi phải đặt ti lên 1.4 giây, khi mà ti 1.4 giây chúng ta nhìn trên biểu đó được ở cái đường màu xanh, nghĩa là ở cái thì hít vào cái đường màu xanh nó xuống dòng nền rồi, về không rồi, có nghĩa là bệnh nhân chỉ cần lên đều đủ, nhưng tuy nhiên nó vẫn tiếp tục đẩy vào cho bệnh nhân, làm cho bệnh nhân vẫn rất khó chịu. Và do vậy chúng ta sẽ nhìn trên cái biểu đồ áp lực này thì chúng ta sẽ biểu rằng là chúng biết rằng cái ti nó đang dài, chúng ta sẽ chỉnh lại, ví dụ tôi biết tôi giảm ti 1.2 thì cái biểu đồ trông nó khác hơn và sẽ phù hợp hơn. Hoặc là trên biểu đồ áp lực thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh như này, nghĩa là có cái áp lực nó hơi đẩy mà bị đẩy lên được thì thở ra một cái mắc như này, đấy là biểu hiện của việc mà ngắt thì thở ra muộn. Hoặc là ngược lại là ngắt thì thở ra sớm thì chúng ta nhìn thấy thường như này, ngược lại là nhé, bình thường là cái ở thì hít vào ở cái đường màu xanh nó phải về giá trị không, nhưng mà ở bệnh nhân thở PCV này thì nó lại chưa thì đấy thì không mà bệnh nhân mà máy đã chuyển sang thở ra rồi. Đây là hiện tượng là có new cycle, nghĩa bệnh nhân vẫn có nhu cầu nhịp thở vào nữa nhưng mà máy vẫn như máy đã chuyển sang nhịp thở ra. Và cái hình ảnh thì thường xuyên chúng ta gặp ở phương thức thở PSV, phương thức PSV là phương thức thở mà chúng ta dùng cycle ngắt bằng dòng, nhưng còn khi mà dòng còn khoảng 25% là máy tự động thường mặc định 25% mà máy tự động chuyển sang nhịp thở ra, thì nó sẽ thấy hình ảnh như này. Về xử trí chúng sẽ làm tăng ti lên hoặc tăng VT lên. Còn trên đồ thị máy thở thì khi mà chúng ta đánh giá là bệnh nhân đói dòng hoặc bệnh nhân cai thở máy càng rất nhiều, chúng ta có thể dùng thêm một cái chỉ số là chỉ số áp lực ở 100 mg đầu tiên, cách là chúng ta đo trên máy và nó sẽ hiện lên trên cái biểu đồ máy thở như này. Bình thường giá trị nó từ 1.5 đến 3, nhưng nếu trong trường hợp mà nó tăng cao nghĩa bệnh nhân là lắng rất nhiều, như vậy đây là một chỉ số để đánh giá tiên lượng cai thở máy thất bại, hoặc là ngược lại khi mà nó thấp quá thì nó đánh giá là có thể bệnh nhân đang dùng an thần quá mức, bác sĩ có thể giảm bớt điều an thần xuống. Đây là một ví dụ minh họa một bệnh nhân nam 38 tuổi suy gan cấp ở trung tâm chúng tôi, thì ta thấy là bệnh nhân này thì oxy thì hoàn toàn tốt, không tồi, cấp 24%, áp lực đường thở không quá cao, nhưng bệnh nhân hít rất sâu và bệnh nhân là do suy gan cấp và có toàn chuyển hóa rất nặng, thì do vậy là dẫn hiện tượng là chúng nhìn thấy hiện tượng đó rằng như này. Việc một bệnh nhân như này thì ngoài việc cái điều chỉnh máy thở thì cái việc mà chúng ta phải giải quyết nguyên nhân toàn chuyển hóa hoặc là hạ đường huyết là bây giờ tình trạng đói dòng bệnh nhân, còn không thì việc chúng ta điều chỉnh máy thở là vô ích. Bên hoặc là một bệnh nhân nữ 83 tuổi sốc tim nặng cũng toàn chuyển hóa nặng thì cũng có hiện tượng như vậy. Về kết luận, bên cạnh việc theo dõi bằng lâm sàng thì và các thông số trên máy thở thì việc sử dụng đồ thị để
kết hợp đồ thị để đánh giá tình trạng nhân là cũng vô cùng cần thiết và hữu ích với bác sĩ. Trên đồ thị chúng ta thể biết là đồ thị máy thở này là bình thường hay không. Thường ta sẽ dùng vào đồ thị và thông thường hay hiện thị trên mình là áp lực dòng và thể tích. Bên cạnh đó chúng ta có hai vòng lặp phổ biến, vòng lặp về áp lực thể tích, vòng lặp thể tích và dòng. Và khi nhìn trên đồ thị máy thở ta biết là bệnh nhân đang nhiều bạn đang tổ chức thức thở gì, có một số bất thường mà hay gặp trên lâm sàng như là hiện tượng dò khí hay hiện tượng ho chưa, hoặc là chúng ta có thể xem được là cái cơ phổi của nhân sơ bộ như nào, bên cạnh việc có con số cụ thể đặt trên máy. Và cái quan trọng nữa là cũng có thể giúp bác sĩ đánh giá sự đồng trì của nhân và đánh giá đồng trì đây bằng trigger bất thường. Và khi mà đánh giá bất thường trigger này thường cần kết hợp thêm các hình ảnh khác của đồng trì và cũng có kèm theo có cái đo độ thực quản hoặc một chút thức thở A3 và đánh giá sự bất thường của rằng trên lâm sàng nhân đối với rằng cái tông hoặc là bất thường về mắt tế bào của nhân trên máy thở. Và bài trình bày tôi đã kết thúc, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Văn Cường. Một vấn đề khá thú vị, khá phức tạp cũng khá khó hiểu. Thì trước đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho tiến sĩ Cường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ